Phật. Sao quý vị sáng tu, sáng đến giờ tu có cái gì muốn hỏi không? Sư mới đi lên ở trên Thích Ca Thiền Viện về đó, cũng có chuyện mà muốn mà kể cho quý vị nghe. Mà sáng hôm nay đó, ngày hôm qua đó là có một cái buổi lễ, tối hôm qua đó buổi lễ gọi là không phải lễ nhưng mà cái buổi thọ độc đà. Như sư nói thọ độc đà tức là họ thức suốt đêm á, thức suốt đêm để hành thiền. Đó, nhưng mà tôi thấy suốt đêm thiền đâu thấy độc đà đâu thấy ngủ không cái gì. Đó là một cái chuyện tức nhất. Đó là lý do tại sao mà càng lúc sư nói sư muốn tổ chức độc đà đó. Vì nó mệt quá rồi. Tới 11 giờ rưỡi là bắt đầu cũng rã rời tay chân rồi. Nhưng mà sư cái giấc đầu đó, đầu hôm mà sư không biết, chỉ có lúc mà 1 giờ sư lên đó thì thấy chỉ còn lại khoảng chừng 3-4 người đó. Khoảng chừng 4 người, rồi 2 người thì ngồi trước, còn 2 người thì ngồi sau, thì gật lên gật xuống, có người ngồi đằng xa nữa cũng quẹo tới quẹo lui nữa rồi. Đó cái gì thấy. Thành ra vậy thì làm sao mà gọi là luận đạo, gọi là bàn pháp đàm được cái gì đó. Lúc đó là chỉ biết nằm xuống mà ngáy một giấc cho nó khỏe cho rồi. Thì mà cái đêm đầu đà đó thường thường là người ta khi ưa tổ chức như vậy, đến ta khuyến khích Phật tử thức suốt đêm mà theo ý của sư không nên, vì mệt mỏi lắm. Mình tới đó là mình ráng thôi, mình làm cho sáng đêm thôi, chứ còn mà thật ra mà cái tâm của mình nó tỉnh táo thì phải ngủ ngáy cho đàng hoàng tử tế, vì cái cơ thể mình nó quen rồi. Là một chuyện. Sáng hôm nay sau khi mà cái buổi đầu đà đó thì sáng hôm nay nó có một cái buổi gọi là cái một buổi lễ để ta kỷ niệm cái ngày mà rằm tháng giêng đó. Thì trong cái truyền thống mà như hôm qua sư nói đó thì chỉ có Việt Nam làm cái đó thôi, còn các cái xứ khác Phật giáo người ta không có làm rằm tháng giêng đó. Nhưng mà cái ý của ngày rằm tháng giêng á là để người ta kỷ niệm cái gọi là đại hội thánh tăng. Thời xưa Đức Phật ngài hội chư tăng lại mà tới 1250 vị mà toàn là vị thánh nhân không, mà thánh nhân rồi mà xuất gia theo kiểu Ehi Bi Khu, tức là vị này, các vị này là phước đức rất là nhiều. Gặp Phật, Đức Phật chỉ nói một kêu lại đây thầy Tỳ Khu là tự nhiên y áo rồi tự nhiên nó có đầy đủ hết trơn. Đó thì các vị này không có ai mời gọi hết trơn, nhưng mà biết đúng giờ tới giấc đức, ý Đức Phật muốn hội thánh chư thánh tăng, do đó tới nó gặp Đức Phật. Và khi mà Đức Phật tuyên bố một cái câu là giáo giới của ta chỉ có đơn giản có ba chuyện thôi, không làm điều ác, làm điều lành, giữ tâm trong sạch. Đó thì có nhiều chuyện để nói về cái rằm tháng giêng, nhưng mà sư là họ giao cho sư cái bổn phận là giảng trong cái buổi mà lễ đó. Thành ra sư nhấn mạnh rất nhiều về những cái điểm này. Sư nói cho đã rồi sư dò mặt không biết có ai người ta có hiểu không nữa. Nhưng mà thôi cũng amen chứ biết sao giờ, cái bổn phận của mình thì phải làm thôi. Amen sư muốn nói là nghĩa là thôi miễn để cho Chúa đó, Chúa lo cho, không biết sư cũng lo nổi. Có cái điều là như thế này, thì quý vị này sư kể quý vị nghe tức cười lắm. Ở trong cái buổi lễ đó, trước khi mà tới phiên sư á, thì cái sư mà tổ chức chương trình có nói là sư được có 15 phút thôi nghe, sư nhớ giùm con, tại vì cái chương trình nó rất là tie up, phải lo ăn, lo uống, lo chuyện này chuyện kia đó. Thầy là sư đó mới nói với sư là thôi bây giờ sư dẫn kinh, tụng kinh cái bằng Phật tử sẽ thỉnh chư tăng tụng kinh cầu an cầu siêu cho họ. Sư rất là ghét tụng kinh cầu an cầu siêu, thành ra sư không muốn. Sư nói thôi bây giờ sư thuộc làm sao sư cứ tụng đi. Tại vì sư này nói ngài Kim Triệu thầy của sư thường thường mà trong những cái buổi lễ thì ngài tụng cái gì ông thuộc rồi mà. Thì sư nói tại sao mà sư thuộc sư không tụng đi, một vị nào dẫn không được đâu. Cái cuối cùng không biết làm sao mà sư không có muốn làm. Sư muốn làm cái sư giao cho một vị sư cũng người Khmer đó. Sư đó cũng lớn hạ hơn sư nữa. Trời ơi sư này ông dẫn đi làm gian đại hải bốn phận là chừng 5 phút thôi, ông làm sao 15 phút rồi mà còn nói hoài, đọc hoài. Sư ngồi ông dẫn bài, sư nổi điên. Trời ơi mà còn dẫn 11 giờ mà còn dẫn. Đúng là pháp niệm tâm á. Ông sư ngồi cạnh bên đâu ông là sư nhìn nữa làm vậy 11 giờ mà chưa ăn mà còn dẫn, nó làm vậy. Thì tiếng nào tới phiên mình rồi vậy, mình mới thấy trời ơi thật là bực bội. Mà cái chuyện gì của mình, chương trình trễ là sớm là đúng giờ đúng chất là ăn thua cái ông mà sư nghĩ sư mà nóng nảy như vậy thì cái ông kia ông ngồi rất giống cái lò lửa nữa. Cái cuối cùng là cái gì đó rằng ông sai một cái cô viết miếng giấy hết giờ rồi làm vậy. Nghĩ ngày trước mặt ông hết giờ rồi, sư thấy cái chữ hết giờ rồi chết mày chưa. Đúng là tâm ma tâm quỷ hay cái gì thiệt. Trong cái buổi đó tức cười quá suy nghĩ nó một bằng thì nó bực bội, nó khó chịu. Tại vì sao? Nghĩa là
cái chương trình của nó là bắt đầu từ khi 10 giờ 15 mà tới lúc 11 giờ 15 mà tới phiên sư thuyết pháp 15 phút mà chương trình đã xếp đặt rồi, nhưng mà rồi phút chót giao cho ông kia, cái ông làm vậy đó. Cái rồi cái tới khi mà ông kia mà khi mà cô kia cô biết cái giấy hết giờ rồi là ông làm 1, 2, 3 cái biết chương trình luôn à, thở phào cái rè. Cái tới phiên sư kêu sư thuyết pháp, sư nói bây giờ còn có 2 phút nữa cho bao nhiêu, tại vì cái mẹ các sư là 11 giờ là phải đi dùng cơm rồi trong chương trình á. Thì sư tóm tắt là sư kể, sư nói là quý vị biết không, cái lễ này á ta gọi là một kỷ niệm cái ngày mà đại hội thánh tăng do Đức Phật triệu tập đó. Thì cái lịch sử đó quý vị biết rồi, nhưng mà cái điều quan trọng là trong cái đại hội đó Đức Phật tuyên bố này, giáo giới của ta chỉ đơn giản thu góp trong 3 chuyện, rút kết trong 3 chuyện thôi. Thứ nhất là không làm điều ác, làm điều lành và giữ tâm trong sạch. Bây giờ là không làm điều ác, làm cái gì mà làm điều ác này là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, cái này là được thiện phải không? Mà mình không làm được điều này là điều ác, mình sát sanh là điều ác. Thì cái vấn đề mà không làm điều ác, làm điều lành là đơn giản, mà cái thứ ba mới là khó đây này, là giữ tâm trong sạch. Làm sao mà giữ tâm trong sạch được này? Tâm mình sao mà trong sạch? Tâm mình cái gì mà tại sao phải trong sạch? Thì quý vị tu tập được quý vị hiểu. Sư giả thích sư nói tâm mình là phiền não này, mình tham sân si thì mình thấy một ngày có bao giờ mình nghĩ tốt cho ai đâu. Còn mình tâm xấu, nghĩ tuần xấu, tính toán làm ăn buôn bán, tham lam chuyện này chuyện kia không? Bây giờ đó Đức Phật dặn mình đó, là phải giữ tâm cho trong sạch. Làm sao mà giữ đây? Thấy không? Thả một cái là nó đi, nó đó mới chút xíu ngay trước mặt Phật tử ra ngồi ra nó cầu nhàu cằn nhằn, nó sân hận. Vậy thì làm sao mà giữ tâm trong sạch? Thì đơn giản một chuyện thôi, muốn mà cái tâm này trong sạch là phải có trí tuệ. Vì vậy cái câu Đức Phật nói giữ tâm cho trong sạch thật ra không phải là giữ tâm trong sạch, mà làm sao cho có trí tuệ thì tâm tự nhiên trong sạch. Mà muốn có trí tuệ thì phải duy trì chánh niệm, tính tấn niệm định tuệ. Khi mà trí tuệ nó khởi sanh rồi thì tâm tự nhiên trong sạch, đơn giản. Vậy thì chỉ có một chuyện mà chúng ta cần phải làm thôi, đó là làm sao mà tu tập duy trì chánh niệm. Có niệm, có định. Khi mà có niệm, có định rồi thì tự nhiên trí tuệ phát sanh. Mà khi trí tuệ nó phát sanh, mình sẽ biết cái điều nào là xấu, cái điều nào là tốt. Rồi xong. Như vậy là không làm điều ác, làm điều lành, giữ tâm trong sạch. Mà thật ra cái cuối cùng rất là quan trọng. Thế cái này mà được rồi thì chuyện hai cái kia nó tự nhiên tự động. Một cái người mà có trí tuệ biết chuyện này xấu, chuyện này tốt, cái này không tốt, không xấu. Thì trong khi mà đi về, đường đi về đây đó, thì cô kia đó cổ min cái nói với sư đó là thưa sư thấy là cái sư ngồi bên cạnh sư không, ông ngồi nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng tới nghiêng lui, ông cao chung quá, ông chịu không nổi. Chắc có lẽ là tại sư mập quá là sao sư không được rõ, sư chỉ đoán vậy thôi. Mà lâu lâu ông nghiêng qua, ông ngồi ông trở qua, sư đang ngồi ông hùi sư một cái, ủa làm gì kỳ vậy nè, làm đau cái chân quá đó. Cái mấy người ngồi trong xe mới nói rằng là sư có biết không, ông đó đó là không phải là ông sư mà kêu bằng là đúng là sư hổ mang á, đơn giản như vậy. Rồi bắt đầu là người này kể một tội, kể một tội, 2-3 tội, 4-5 tội, úi chà, làm tụi đứa thứ trò. Ví dụ như có một cái bữa đơn giản là đi đâu đó không biết, rồi người ta dân y áo tứ sự, rồi bác là có bao nhiêu là ông hốt hết, ông hình như là ông có cái đẩy cái bao rồi gì nó bông hô trong đó đưa tổng đó. Đúng ra đó là cái ban mà tổ chức người ta thưa với các sư, người ta nói rằng thưa sư, khi mà sư nhận bộ y nào đó thì sư đưa cho cái người thì giả đứng phía sau á, rồi để đó như là tổ chức cái tại chùa sư Khánh Hỷ thì phải, thì sư Khánh Hỷ đứng ra lấy hết tất cả rồi chia cho đều để các vị nào cũng có đầy đủ hết trơn, chống bị ít bị nhiều. Mà ông đó không, để mà ông lấy được một cái là ông nhét vào trong cái bao của liền, hay là ông bỏ ông bụng làm cái gì đó không biết đó. Rồi khi mà ông nhét đầy nặng xong rồi mấy sư mới đứng dậy cái lòng tu chạy đi về liền tức thì. Thì người ta kể tội rất nhiều. Thì sư nói để quý vị thấy không, mình cái người mà không tu là vậy đấy. Cái người này đâu phải là người tu, cũng là cạo đầu, cũng mặc y, cũng lên ngồi hàng với chư tăng mà đâu phải tu. Vậy thì quý vị thấy không, đây là một cái dấu hiệu, đây là cái gì đây, cái sự mà cái bằng là biểu lộ của một cái tâm tham này. Nếu mà quý vị nhìn nó như là sự biểu lộ của tâm tham thì quý vị không buồn giận. Còn quý vị cứ nghĩ rằng đây là ông sư là phải cho đàng hoàng tử tế, ông sư mà đi tham lam, quý vị càng nghĩ bao nhiêu là quý vị càng nổi sân. Như vậy thì cái chuyện này của ông làm á là ông phải mắc mang tội. Ông đi vô ông lý như vậy thế này là mắc, biết là mắc nợ là biết là bao nhiêu. Ông phải trả như vậy, đây là cái chuyện của ông. Mà quý vị ngồi dưới đó quý vị dòm ông được, quý vị nổi sân là chết rồi. Chuyện là chuyện quý vị,
mấy người cứ nói ủa vậy tham hết, tôi đâu có biết. Trời ơi, tôi thấy ông sư gì đó một kỳ cục rồi cái nó. Tôi nói chuyện ông làm cái gì thì chuyện của mấy ông thôi, mình đừng có lý tới cái chuyện của mấy ông. Cái cô nói vậy thì phải tu thiền chứ mới có cái tâm này, chứ làm sao mà có cái tâm này được. Đúng rồi, phải tu tập để mà có được cái tâm này, nhìn nó không phải là dưới cái con mắt nhìn thấy là đây là ông sư hay là ông này là như thế nào thế nào, mà chỉ đây thấy đây là cái tâm tham thôi. Mà hễ tâm tham thì nó phải vơ vét à, làm sao phải không? Đó mà sư ngồi sư nói chuyện với mấy người đó, sư cũng biết có hiểu không nữa, nhưng mà thôi không hiểu thì cũng amen thôi chứ không biết sao cái vậy không. Amen thì thôi. Vì vậy mà sư rất là vui vẻ là sư được trở lại với quý vị là nói chuyện, mà quý vị nghe có thể là ít nhiều quý vị còn hiểu, còn có những cái hội chúng họ sư nói họ chẳng hiểu cái gì trơn, họ giòn một cười nó không biết cũng nói cái gì nữa, thì thôi thì cũng amen thôi chứ biết sao giờ phải không. Ông nói với sư là ông có một cái chùa đó ở Garden Grove, chỉ là một cái nhà mà thôi. Ông nói ông đặt cái chùa đó chùa Nguyên Thủy. Ông nói với sư là ông ở với hai sư người Thái. Ông nói vậy. Ông hỏi sư có y có áo gì tốt không, thì cho ông nói là tại vì ông rất thích cái màu y mà mặc, không phải cái màu giống vậy, màu hơi lạc hơn chút. Thì sư nói sư không có đem y theo, sư không có cho được. Nhưng mà mấy người kia nói là ông y ông nhiều lắm mà ông đem bán hết trơn. Thà ông tới gặp vị nào ông cũng xin y mà để đem đi bán, chứ không phải là đem xin y để mặc. Đó. Sư có biết đâu, chắc là phải có người chứ, phải có mối chứ làm sao phải không? Có mối chứ, mà có mối người ta mới kêu, người ta mới lấy cho mình cũng không biết nữa. Đó. Mà mấy sư đó thì chắc là giỏi lắm, phải nói vậy. Vì vậy quý vị thấy luôn luôn là có cái người xấu trong cái chư tăng mà ngồi đó, đó người ta lại, người ta cúng, người ta kính trọng rồi vậy đó. Nhưng mà có nhiều người không tu mà làm sao đây? Thì cái tu hay không là ở trong tâm cho mình đâu, mình đâu có bắt buộc ai được đây. Khi mà nó làm đã quen rồi thì nó ăn quen rồi bén mùi, nó cứ làm hoài như vậy thì nó đâu có sợ cái gì là tội lỗi nó đâu. Đó là cái chuyện tôi kể quý vị. Vậy bây giờ quý vị có chi quý vị kể sư nghe thì qua quý vị tập làm sao. Để hồi trưa thì ăn cơm trễ. Ăn cơm trễ. 12 giờ mới được ăn cơm. Tại vì đổi giờ. À đúng rồi, hôm nay đổi giờ. Đúng rồi đó. Hôm nay đổi giờ tại vì lúc... Đổi giờ thì mới quên, thì xài giờ cũ. Cũng đói mèo mới được ăn. Sư thì trên đó cái buổi ăn thì nó cũng tại vì nó tổ chức tập thể mà thành ra không thể nào mà chu đáo được hết trơn, nhưng mà các sư cũng phải chịu khó thôi, tại vì ngày lễ mà người ta có một cái người thí chủ nào đó họ dâng một cái món mà sư dòng cái món là sư ưa là món bánh bèo đó. Trời ơi phiền quá, bữa trưa là ăn bánh bèo nó lạnh bụng quá chừng mà phải ăn thôi chứ biết sao vậy. Chắc vậy, suy nghĩ chay. Rồi bánh bèo mà ăn không đủ là có thêm cái bánh ít nữa, cũng mệt nữa. Rồi hết, ăn hai thứ này xong rồi, cuối cùng nó trắng miệng cái bánh bò nữa. Nếu mà quý vị đâu có ở tại đây từ ở trên kia, sư cũng đâu có sung sướng gì phải không? Sư ngồi sư ăn, ngon. Phải ráng uống chứ sợ vậy. Mà cái thứ đó nó sao lạnh bụng quá sao ăn không được. Có vậy thôi trong vị trơn á. Thì mỗi người ra cũng cái tạng đi vậy thôi. Rồi còn cái bánh ít của sư là cái răng, là sư răng giả nữa, nhai cái nó giật cái răng ra. Thành ra người nào mà ghét sư là cái cho sư bánh ít là thôi, sư ngồi đó sư cười thôi. Một là bánh ít, hai là kẹo sư kinh gâm là thôi sư cũng thua luôn. Tại mình răng giả mà. Vì vậy đôi khi quý vị thấy không, mình bỏ cái khung cảnh này, mình đi sinh hoạt như vậy, mình cũng rút kinh nghiệm, mình thấy nhiều chuyện ghê lắm. Nếu mình ở đâu mình cũng có thể học được những bài học ở trơn. Sư bữa hôm nay là sư ngồi sư quán tâm với cái ông sư bên cạnh. Một đáng lẽ là cũng có 3 bài mà ông kéo gần có 10 bài, bắt đầu bài thứ 4 là sư bắt đầu rên rồi đó. Trong đây nó bắt đầu nói. Thì sao nó không đúng ý đó rồi, nó bực bội à. Tâm phiền não mà làm sao đây. Vì vậy khi mình đi tới mình thấy phải tu nữa cho không thôi chết không làm điều ác làm điều lành mà giữ tâm trong sạch mà giữ nó có được đâu, thả một cái nó chạy tùm lum tà la, nó làm sùng sùng đó. Đấy. Ở bên tịnh độ người ta tiếp tục như vậy, không bao giờ nghĩ tới là đại như vậy để cho họ giữ tâm trong sạch, không có gì đâu nghĩ chuyện gì hết.
Mà nếu vậy thì đâu có phải tâm đâu có được trong sạch đâu. Nếu mà cứ tụng 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 không này, để giữ cái tâm cho nó đừng đừng có nghĩ tầm bậy ha. Nếu vậy thì chắc là chú tâm á. Vậy thì bây giờ thay vì nói cái câu đó thì mình niệm A Di Đà Phật có phải khỏe không? Đơn giản. Nhưng mà cô phải nhớ một điều như thế này là gì đây? Khi mình tụng như vậy mà nếu mà mình thuộc lòng á, là nó không có cái tâm của mình không yên đâu. Sư tụng kinh sư biết mà. Ví dụ có những cái bài kinh mà sư thuộc rất là lòng lòng, ví dụ như Thế Tôn lời giải tỏ tường năm điều quán tưởng phải tường xét ra, sáng nay không biết ăn món gì đó, nó cứ chan chan vô chan ra vậy đó. Thí thuộc lòng rồi là nó vậy à, thuộc lòng vậy đó. Thế Tôn thì lời giải tỏ tường năm điều quán tưởng là xét ra, sao mà ăn bánh bèo cơm đâu đó, đó nó vậy chẳng hạn. Thì đó nó trở thành thói quen rồi đó, nó trở thành thói quen rồi gì đây mà ở trong lời kinh hay không cũng không biết ạ. Nó khi mà nó thuộc rồi là biết sư nói cái tụng kinh là nó vậy đó, cái yếu điểm của niệm Phật là vậy đó, mình cứ niệm Phật coi là mình ép cái tâm mình vô đó, nhưng mà tâm mình ép khỏi đâu có được. Còn bây giờ đó mình duy trì chánh niệm á, nếu mà tâm nó không ở trong đó thì mình biết tâm mình nó chạy. Rồi mình nhắc tâm nó suy nghĩ chẳng hạn, mình trở lại mình duy trì chánh niệm. Đấy. Còn mới nói là thua làm sao? Phải ép nó vô à. Cái khi mà có cái câu chuyện tới mà mình cần phải suy nghĩ là nó chen vô. Nó nhảy vô mình đọc kinh nè. Sư thấy rất là nhiều vị đó nghe, cầm bổn mà đọc á. Mà ví dụ chẳng hạn bài kinh là số 1, số 2, số 3, số 4, đọc rắc tùm lum tà la mà cầm cái bổn trước mặt này. Sư đọc sư nhớ mà, sư ngồi bên cạnh á, sư nhiều vị đọc kinh với sư á, tụng hàng ngày đó, lúc hồi xưa sư ở sinh hoạt bên Thích Ca Thượng Viện á, sư học sư đọc sư chú tâm dữ lắm, cái số 1, số 2, số 3, số 4 rồi sư nhớ, còn vị đó là cầm cái bổn trước mặt này đó, mà bây giờ tới số 1 đọc xong rồi tới số 2 quay lại số 1 nữa đó, cầm bổn trước mặt này đấy, chứ không phải chơi à. Vì vậy mình thấy là cái sự chú tâm nó bị một cái khổ là như vậy đó, là bởi vì sư này có câu chuyện phiền não, do đó đọc tắt tầm bậy tầm bạ hết trơn. Vì vậy mình theo ý của sư đó, niệm Phật nó chỉ giúp mình một giai đoạn nào đó thôi à. Còn mà tới khi mà cái tâm của mình nó bị tán loạn vì những cái câu chuyện, những cái worry, anxiety ở trong tâm của mình đó, ô trời, rất là cực. Không biết là quý vị niệm nào mà chuyên môn về niệm Phật có biết có chia sẻ cái đó không, cho sự tụng kinh thôi thì thấy cái điều đó đó. Rồi xong rồi ha. Tết rồi ha. Đây, để đọc cái bài này quý vị nghe. Quý vị thấy là đây gọi là tâm tham nghe quý vị. Thường thường đó, tâm con là thoải mái lắm, có gì hết trơn, chỉ có một cái là thích ăn ngon thôi. Hoàn toàn không có đó mà. Sư không biết có nhiều không, mà đây trường hợp của một vị sư đó. Ông nói, ông kể cho ông thiền sư nghe đó, đi coi thử. Trang 108. Rồi, quý vị có chi hoãi không trước khi sư đọc cái này? Không có hả? Thưa sư, thông thường nhà chùa cho thiền sinh dùng nước ngọt sau giờ ngồi từ 3 tới 4 buổi chiều đó. Từ 3 giờ tới 4 giờ ngồi thiền xong rồi thì người ta gõ chuông rồi tất cả mọi người đi ra. Phía sau đó có một đĩa hai cái bàn đó thì các sư tới người ta dâng cho nước ngọt uống được vân vân. Vì thưa sư, ngày hôm nay thay vì ngồi 4 giờ thì xả thiền như tất cả mọi người, con ngồi hơi lâu tới 4 giờ 15. Nên khi con xuống dưới để uống nước thì người ta dọn đi rồi. Cái nhà bàn đó, cái nhà mà cái trai đường mà họ lo, họ chỉ phục vụ trong 15 phút đó thôi. Khi sư này xuống là họ đem đi hết trơn rồi. Bây giờ tâm khó chịu nó càng nhằn. Mấy người phục vụ này sao mà dọn dẹp sớm quá vậy? Ông quên rằng là ông ngồi trễ, ông cứ nghĩ là ông ngồi đúng giờ. Tại sao mà dọn dẹp sớm ta xuống mà không có nước uống? Con lúc bây giờ con suy nghĩ, thôi không có nước thì mình đi lên trên thiền đường kiếm cục, đi lên phía trên, ở trên thiền đường nó có một cái thổ đường, mình lên đó mình kiếm cục đường mình ăn đỡ cũng được.
Bởi vì thường thường là có ly nước uống, bây giờ ông có thì thôi đó, ông nói thôi đi lên trên đó đi, thôi để bỏ đi, lên trên kia kiếm cục đường uống. Nhưng thưa sư, đến nơi dòm cái thấu đường cũng không còn chút nào hết trơn nữa, tâm bực tức than thở, không nước bây giờ không đường, mệt mỏi quá, làm sao mà tu chứ, đây đến tối rồi, trời ơi là trời, không nước ngọt sao đã chịu rồi, mà bây giờ lên kiếm cục đường cũng không có cục đường nữa, mà đường không có, nước ngọt không có, làm sao kiểu này. Nhưng kiểm tra lại, thân không có mệt mỏi, có gì đâu, con hiểu rằng tâm tham chỉ bày đặt làm lớn chuyện, thiếu một chút có sao đâu mà nói rằng giống như sắp chết tới nơi rồi đấy. Cái ông này, ông nhận xét như vậy, ông nói là khi mà con nghĩ đó, ông nói trời ơi sao mệt mỏi như thế này rồi, làm sao mà không có sức mà tu được. Nhưng mà kiểm tra lại đâu có chi mệt mỏi, thấy cũng bình thường, không có mệt mỏi gì hết trơn à. Mà nó nói vậy thì ông nói rằng là thưa sư, theo con nghĩ là cái này là tâm tham đã bày đặt ra. Thế bây giờ thầy sư trả lời, nếu nghe kỹ sẽ thấy khi thiếu ăn một chút như vậy, tâm làm như sắp chết tới nơi rồi, chứ không phải mệt mỏi. Thiếu một chút làm sao mà chết được, vậy mà chỉ thiền thiếu một chút xíu thôi là nó la toán lên, chắc là chết quá, chết quá, chết quá. Mà thật ra vẫn sống nhăn răng như thường. Tôi đề nghị sư lần sau nếu hết nước trái cây đó, tức là xuống dưới kia mà thấy hết nước rồi, thì sư hãy đi múc một ly nước lạnh, rồi vừa uống vừa tưởng tượng, đây là chất đại bổ dưỡng, đây là nước tăng sức tăng lực, đây là nước trái cây, ngon quá, ngon quá, ngon quá, rồi uống. Ông nói vậy. Thưa sư, con hiểu bạn cái cuộc phiền não là bé xé ra to. Ông nói đúng rồi đấy, đây là thời điểm rất tốt để cho chúng ta nhận ra được bản chất thực sự của tâm tham. Chỉ có một chút nước ngọt, sao tâm lại làm to chuyện giận dữ quá xá như vậy? Bạn có thấy không, từ tham chuyển qua sân hồi nào không hay. Và đây là hai mặt của một đồng tiền, thấy không? Mình nói không, tâm con thoải mái lắm, có gì chỉ có thích ăn không à. Không đúng ý của nó là chết à. Đó là cái tâm của sư, là sáng này thấy dọn, đưa này dọn ra, bánh bèo, đó, nó nói vậy. Rồi lát của bên kia, bánh ít nữa. Rồi được cái bánh bò, đó là. Bữa nào mà chỉ thêm cái bánh đều nữa là thôi là chết luôn rồi. Nó không có cái gì mà nó thích hết trơn à, khi mà nó muốn không muốn là nó cằn nhằn cầu nhau. À. Ở Myanmar người ta kể câu chuyện xảy ra ở trên miền Bắc Miến. Có một người đàn ông ưa ăn cay, bữa cơm nào cũng phải cho thật nhiều ớt trộn trong đồ ăn. Một bữa người vợ làm đồ ăn mà quên bỏ ớt, người này bực tức nổi sân, nên thấy khúc củi đứng gần đó, cầm lên bổ vào đầu người vợ, vừa đánh vừa nắng rằng tại sao mày không cho tao ăn ớt. Hắn đánh ngay vào chỗ hiểm trên đầu người đàn bà, chết tại chỗ luôn. Hay, nổi sân đó, cứ gì thấy không, từ tâm tham qua tâm sân, chỉ miếng ớt thôi. Ông này ông ăn cay quen rồi mà người vợ không có ăn mà quên nếm, mà bỏ ớt trong đó. Ông hỏi tại sao mà ông cho, ông nổi điên cầm cây đập chết. Như vậy là từ tham nó chuyển qua sân không biết hồi nào. Hành giả chúng ta tu tập phải cẩn thận, khi chúng ta cần một món gì mà có ngay tức thì là phải coi chừng. Ví dụ như ở Mỹ xứ Mỹ chẳng hạn, sư thấy đây là nó làm cho mình khổ này. Đó, hễ mình cần cái gì cái là xét, hãy ra quân mạc, muốn cái gì, rồi rẹt 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 rẹt, có hết cái gì. Qua bên Miến Điện, có quân mạc đâu có. Chờ hoài không thấy người nào ta mua cho, là bắt đầu nó bực bội, nó khó chịu. Chỉ đơn giản là mình chỉ đi kiếm một cái viết màu, một cái highlight đó. Ở đây chạy ra quên mặt cả đống là muốn mua bao nhiêu đó. Còn ngoài kia là từ chùa mà đi ra chợ là đi cũng phải nửa tiếng đồng hồ, phải nhờ gửi người ta tiền, người ta ra nó mua. Đôi khi mình đưa tiền hoặc thị giả tới đưa tiền thì dặn ra đó ta làm công chuyện, người ta quyền nổi một cái viết highlight trong mặt kiếm không có. Thành ra đôi khi các sư đệ hàng, các sư ví dụ như sư bên Mỹ là hễ mà cần cái gì là nếu mà có chỗ là cứ nhét đại vô để đó, về bên đó là tính sao. Còn như một cái chuyện mà đơn giản như đi kiếm một cái viết highlight để mà chép bài chép đồ, chờ hoài không thấy. Hoặc chả là mình cũng khôn á, tẩy á, mình hết á, nói nhớ đi chợ mua dùm, đôi khi học quên. Thành ra mình thấy những cái gì mà sẵn sàng quá đó, mình muốn cái là có liền, muốn có cái lượng, là cái tâm của mình nó rất là ghê gớm đấy, phải chờ. Vì vậy người chúng ta tu niệm phải cẩn thận, khi cần một món gì mà có ngay tức thì phải quay chừng. Mỗi lần muốn là có tức thì đúng y như ý mình, lỡ một lần không được, cái tâm nó sẽ điên tiết lên.
Muốn mà có tức thì tâm vui vẻ hoan hỷ thích thú, tâm dính mắc vào vật ấy càng lúc càng tăng lên. Nên khi muốn mà không có vật ấy, sự thích thú nó trở thành địa ngục rồi đấy. Thì tâm sân mà. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ ra mình đâm đeo kiếm, không dễ mà sư thấy ở bên này để sư không có kiếm, tại ra bất cứ cái chợ quần mạc là thứ nào đó 10 đồng 3 cái rồi đang vô liền, còn bên kia phải nhờ một người mình chở ra tới cái tiệm kiếm, nó đo nó đạt rồi nó bắt mình về, chờ 2-3 ngày mới có đấy chẳng hạn. Thì trong khi chờ đợi, ui cái tâm nó khó chịu, nó bực bội, nó sân hận lắm. Tôi thấy hồi trước 4 giờ chiều thỉnh thoảng mới có nước ngọt, bây giờ ngày nào hành giả cũng được chùa cho uống nước ngọt. Có hoài như thế sẽ làm cho tâm hành giả thêm nhiều tham sân. Tốt nhất lâu lâu mới cho uống một lần, bữa có bữa không. Cho nên bữa nào mà không có thì tâm nó cũng ok, mà còn cứ cho hoài để là tập hư đó. Cũng nói vậy. Nói là tôi đề nghị nhà chùa là đừng theo sau khi mà nghe cái bài này rồi. Ông nói là tôi đề nghị với nhà chùa đó, lâu lâu là có bữa không là đừng có cho. Ông nói đến độ mà người mà hành giả Myanmar đó, tới 4 giờ là người ta cho nước uống đó, có cái cô đó, cô dòm mới 4 giờ kém 5 cô xả thiền. Cô nói này, cô nói khi nào mà tới nước thì ta gõ chuông, con là mọi người xuống thì xả thiền. Lúc đầu thì vậy. Cô đấy, cô ngồi chờ đó là cô biết là khoảng chừng 4 giờ là con là 4 giờ kém 5 là cô xả thiền. Bây giờ đó cô nói là tới cái giai đoạn mà chỉ cần trước khi mà họ đem nước tới họ bán cho mình thò rửa đi thì cô nghe tiếng rửa đi là cô xả thiền rồi. Dễ sợ như vậy đó. Tâm thúc nó đứng dậy tới giờ mình phải tới, mình xuống mình uống cho sớm, không thôi mình đứng mình chờ người ta uống hết đơn của mình rồi mà có bữa nào mà thiếu đâu. Không có bữa nào thiếu hết trơn mà tâm nó bực bội sân hận vậy đó. Đó là lúc tại sao gặp lúc khó khăn trắc trở thiếu hụt, tức là nghịch cảnh, chúng ta học được rất nhiều điều. Đây là thời điểm quý báu cho ta những bài học rất giá trị về cuộc đời. Tôi nhận xét và thấy trong lúc này ở trong thiền viện của chúng ta ít có vấn đề, vì tâm tham của mọi người đã được thỏa mãn, ăn uống đầy đủ, cốc liêu không quá tệ nên tạm thời có vẻ yên ổn. Một lúc nào đó nếu mọi sự trở nên khó khăn, muốn gì cũng không được thì không biết như thế nào. Một cái không được, cái thứ nhì muốn không có, tới cái thứ ba cũng vậy, đến cái thứ tư, thế là tâm nó nổ tung. Tâm hành giả bây giờ có vẻ yên ổn, tâm yên, do đó tâm định mạnh. Không phải vì quý vị tu tốt đâu, mà tại vì tâm tham quý vị đã được thỏa mãn rồi đấy. Đừng có ham. Ông nói vậy. Ông nói là tôi thấy hồi xưa đó, ở đây là điều kiện rất là thiếu thốn. Tại vì lúc trường thiền mới tập, mới mở là thiếu lắm, nhiều chuyện lắm. Không thể nào mà chiều nào cũng có nước ngọt. Tại vì khi mà có mà người nước ngoài mà tới á, thì người ta đóng góp vào đó. Thì do đó là cái trường thiền nó thoải mái hơn. Người ta có nước uống buổi chiều, ăn uống được đầy đủ. Thì ông thiền sư ông nói đây là một cái dấu hiệu rất là tốt cho hành giả, nhưng mà đây là cũng một dấu hiệu xấu. Là bởi vì người ta quen đó rồi. Người ta quen đó rồi, là bữa nào mà ăn uống mà thiếu thốn là bực bội khó chịu, tu không được. Rồi rất là nhiều người tới than thở với tôi rằng là hôm nay con tu không được là tại vì sao nhà bàn cho ăn dở quá, con ăn không được. Thành ra vị nào mà nấu ăn thì thấy vậy đó. Đôi khi cái người mà tu đó họ, cái tâm nó chỉ, bây giờ nó bị chặn hết trơn rồi. Nó vô trong trường thiền nó có cái gì hết trơn. Đó, cái hướng tới cái chuyện duy nhất là chuyện ăn thôi. Vì vậy mấy cái người mà bên Mỹ họ đi tu họ cũng nói vậy. Tới cần 10, cái giấc ngồi thiền mà từ 9 giờ rưỡi, 10 giờ mà tới 11 giờ là bắt đầu 12 giờ đi ăn là nó, trong tâm nó chỉ nghĩ tới chuyện ăn không. Thành ra có nhiều người nói ở nhà thì sao mà con có thấy con có thèm ăn đâu, mà sao con vô chùa, vô thiền viện con tu con thấy con xấu quá, con hư ăn quá rồi quá đất à. Ông thiền sư nói nó cũng đã hư từ lâu lắm rồi, chứ không phải nó mới hư đây. Tức là như cái anh đã nói đó, cái tâm con nó khốn nạn quá, nó khốn nạn từ lâu lắm rồi để mình không có để ý thôi. Bây giờ mình vô đây nó mới trổ ra cho mình thấy. Từ trước giờ chắc mình tưởng là mình hay, mình giỏi, mà tới khi mà gặp đụng nghịch cảnh á, mình mới thấy tâm mình tu được bao nhiêu. Vì vậy cái ông thiền sư mà thầy của sư dạy, ông nói tôi không bao giờ khuyên hành giả mà vô mà ở năm này tháng nọ trong trường thiền hết trơn á, cái điều kiện nó tốt quá không có thấy đâu. Tu chừng một vài tháng thôi đuổi ra đó, đi ra ngoài sinh hoạt va chạm đụng chạm, thiếu cái này thiếu cái kia, tâm tham tâm sân nó nổi lên đó, mình mới hiểu rồi mình tốt rồi mình vô mình tu nữa rồi ra mình tập nữa rồi cái tốt nhất là ngay trong sinh hoạt hàng ngày mình ráng mình tu, mình để mình giữ cái tâm mình cho yên ổn. Đó là cả một cái điều rất là khó khăn.
Có một cái bài pháp khác mà cái cô này cô nói gì đây, vấn đề mà thân và tâm của cô nói cô ghét quá chừng, cô không ưa cái thân với tâm này. Tại sao như vậy? Để đọc cho quý vị nghe. Thưa sư, mấy ngày vừa qua tâm con nặng nề khổ sở quá. Con cố gắng quan sát để tìm hiểu do nguyên nhân nào mà vẫn không thấy. Thưa sư, con thấy mình tử tế với người ta. Như vậy tức là câu chuyện phiền não này xảy ra giữa cô với không biết người nào đó. Đáng lẽ là người ta phải nhớ ơn con, nhưng họ lại có những cử chỉ lời lẽ vô cùng khiếm nhã, độc ác với con. Cái bài pháp này là quý vị biết là áp dụng cho một cái vị mà kể với sư nói rằng là thưa sư là con của con là con lo nó hết mình từ nhỏ tới lớn. Từ lúc mà nó nhỏ mà bây giờ tới nó lớn là con rất lo cho nó rất là đầy đủ. Con chỉ cho nó học như thế nào rồi những cái nọ. Thế là cái mặt nào mà cô nghĩ rằng là con mình cần phải mà phát triển để là khi mà nó lớn, ví dụ chẳng hạn như là cái thói quen mà nói giữa công chúng thì cô nói cô không có cái thói quen đó, thì bây giờ cô tập cho con cô phải đi giữ những cái lớp mà gì đó, public speak đồ cái gì đó không biết đó. Và cô mất rất nhiều thì giờ, cô biết là cô phải cố gắng rất là nhiều, cô phải dành bỏ công ăn việc làm và cô devote hết cái thời gian để mà cô lo cho mấy đứa nhỏ. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó lớn nó nói nó không thích cái kiểu đó rồi, má làm cái đó là má ép tụi con phải học cái này, phải học cái này, phải học cái này, học cái này. Chẳng hạn như cô đi vượt biên thì cô thấy biển rất là nguy hiểm, cô bắt đến nhỏ đi học lội chẳng hạn đó. Đi học lội rồi đi học những cái lớp mà sơ cứu rồi tại bờ biển rồi là vậy đó. Cô nói không biết lúc nào mà mình cần tới, thì mấy đứa nhỏ nó nói cái đó không cần thiết. Và khi mà cô nghe như vậy cô buồn, cô khổ quá, bực bội quá. Thì buồn khổ là tại vì sao? Tại vì trong một cái quá trình đã làm hết sức mình của mình rồi, phải vậy không? Phải giải thích cho cô này nghe. Trong một cái quá trình từ khi mà tụi nó nhỏ cho tới bây giờ mới trưởng thành, mình đã lo cho nó hết trơn rồi. Rồi bây giờ cái kết quả là thế nào? Nó quay trở lại, nó oán mình. Phải không? Nếu mà con có lao như má đâu. Thì bây giờ cô buồn, cô khổ à? Cô buồn, cô khổ tức là cô thua nó rồi đấy. Nghĩa là sao? Mình lo hết sức rồi mà. Mình đặt cái câu hỏi mình là mẹ, mình đã lo cho nó hết sức rồi, phải vậy không? Mà bây giờ cái kết quả nó không đúng như ý muốn của mình, của nó cũng không ý muốn nữa. Thì đây là cái chuyện đó, ngoài cái sự kêu bằng là kiểm soát của mình. Mình muốn cho con mình nó nên nó hay, nó giỏi, bây giờ nó hay, nên hay giỏi, mà nó không, nó không muốn vậy. Nó muốn bình thường thôi, nó không muốn là cái người phải đứng ra mà nói chuyện lưu loát giữa công chúng rồi vậy, nó không muốn như vậy. Thì bây giờ khi mà nó lớn rồi nó phải có cái idea của nó, nhớ như vậy thôi, bây giờ làm thinh đi đừng nói nữa. Mình là người làm mẹ, mình phải nhớ mình là mình trong một cái quá trình mình đã lo hết lòng mình cho con mình bỏ công ăn việc làm, mình không đi làm này, phải không? Mình ở nhà, mình devote hết cái thời gian, mình sử dụng hết cái thời giờ để mình lo cho con cái mình rồi, thấy sống rồi, con của mình là yên. Mà quý vị thấy không? Thế mà khi mà mình lo cho ai, bất cứ cái đối tượng là cái người thân của mình, nó vẫn tâm mong đợi nó vẫn tới à. Và cái này rất là nguy hiểm, mà luôn luôn nó chờ chục mình à. Mình giúp, mình lo hết lòng, là mình mong đợi. À, mong con mình nó phải hay, con phải tốt rồi vậy. Bây giờ nó quay trở lại, nó oán, thì cô nói, hồi đó tao phải vậy kia cái nọ, thì nói má cứ kể hoài à. Phải vậy không? Đó. Thành ra mình thấy rồi cuối cùng mình thấy, sao mình nhìn quanh một quốc, mình thấy những cái người nào mà mình thi ân, mình làm giúp đỡ cho họ, cuối cùng họ trở lại, họ oán mình không à. Thì mà các vị thầy của sư thường khuyên khi mà người ta quay trở lại tổ án thì mình nhắc nhở mình đã làm, mình làm hết lòng và mình quan tâm tới họ, mà cái kết quả bây giờ nó không được như vậy thì thôi, ngoài ý muốn của mình thôi, làm thinh đừng nói nữa. Còn mình cứ tiếp tục mình suy nghĩ về cái chuyện mình đã bỏ hết thì giờ, mình đã bỏ hết tiền bạc, mình bỏ hết công sức, mình bỏ hết cái này cái kia để mình lo, mà bây giờ trở lại nó quán mình là mình khổ lắm. Trời ơi, mình ngồi đó là mình kêu một người phiền não đó. Tử tế với người ta, con thấy mình tử tế với người ta, đáng lẽ phải nhớ ơn, nhưng họ lại có những cử chỉ lời lẽ vô cùng khiếm nhã, độc ác với con. Thưa sư, con tu tập thường thông thường khi phiền não sanh lên, con quan sát phiền não mất, nhưng lần này nó cứ kéo dài hoài. Tiếp tục quan sát, con thấy tâm con sao quá nhiều ô nhiễm, nhất là ngã chấp. Vì tà kiến ngã mạn sanh lên, cho mình hay giỏi nhất, người khác chỉ là số không to tướng. Trong thực tế con tự hỏi, có chi tốt trong thân tâm này đâu, và càng lúc con càng không muốn có cái thân này nữa, muốn thân muốn tâm nữa. Ông thiền sư ông nói càng không muốn nó càng ở với mình, càng không muốn hành giả sẽ có nó nữa đấy, ghét của nào trời trao của đó. Bởi vì sao? Nếu mà không muốn cái thân tâm này á,
Làm sao? Tại vì mỗi lần mình tái sanh thắng tâm mình sẽ khó. Bây giờ làm sao mà chấm dứt tái sanh này? Thì đây là cả một cái chuyện mà tu tập rất là dữ, tới thành A-la-hán mình không tái sanh được nữa. Còn giờ này mình còn đây, mình đứng đây, mình A-la-làng là mình cứ tái sanh hoài, không thể nào mà mình giác thân tâm này nữa. Thưa sư, phiền não cứ tới hoài không bao giờ ngưng trong tâm này, giữ cái tâm này làm chi nữa? Nói vậy đó. Con ghét cái thân tâm này quá. Tại sao ghét? Là tại vì sao? Tại vì gì đây? Con tâm thân có cái tâm này thì cái ngã mạn nó càng lúc càng nhiều. Tâm đầy cái phiền não, giữ tâm làm chi nữa? Trả lời: tâm sân đang có mặt khiến cho hành giả không còn thấy gì hay tốt nữa cả. Đây là một cơ hội quý để trắc nghiệm tâm của mình. Khi thiền tập quan sát thấy tâm sao quá phiền não, hành giả không chịu, phản ứng rất dữ. Càng phản ứng càng cho thấy tâm người này còn yếu và sự tu tập chưa tiến bộ chút nào hết. Khi mình quan sát tâm của mình, mình thấy như ông kia nói đó, con quan sát tâm bây giờ con thấy nó là thằng khốn nạn. Khi mình nói cái câu đó tức là mình ghét nó lắm, thấy vậy không? Đấy. Mà ông nói đây là một dạng mình phản ứng với cái thói hư tật xấu của mình này. Nó là đã xấu xa từ nhiều đời nhiều kiếp rồi chứ đâu phải bây giờ đâu. Bây giờ mình cảm ơn cái sự tu tập cho đó, mình nhận ra nó là cái thằng ăn cướp chứ không phải là người bạn của mình. Thì đó là cái điều tốt, chứ đâu có sao mà gọi là cái bằng là khốn nạn. Vì vậy cái thái độ mà của cái người mà tu tập mà bực bội, khó chịu và sân hận với cái tâm của mình, điều đó cho thấy rằng cái tâm của chúng ta nó rất là yếu và sự tu tập của chúng ta nó chưa có tiến bộ, cái ráng tu thêm nữa. Tu tập một thời gian, tâm yên xuống, bạn sẽ thấy ít thấy khó chịu, gặp chuyện không vừa ý là thấy quá phiền não vì tâm quen với cái gì? Tâm quen với sự yên lắng rồi. Vì cô này, cô có một thời gian cô tập thiền định, tâm cô rất yên ổn. Bây giờ cô qua đây cô tập cái thiền quán này là cô thấy cứ quán sát cái tâm ngồi, quán sát cái tâm, cô thấy phiền não quá, cô chịu không nổi. Thành ra tu tập một thời gian, tâm yên xuống, bạn sẽ càng lúc càng ít phản ứng với tâm của bạn, với những cái chuyện gì xảy ra trong tâm. Khi gặp chuyện không vừa ý là thấy quá phiền não. Vì tại sao? Vì hành giả đã quá quen thuộc với sự yên lắng của tâm rồi. Khi ngồi thiền tâm nó yên quá, quen rồi, dính vào đó rồi. Bây giờ dòm nó thấy nó phiền não là mình không có chịu. Thưa sư, con phản ứng bởi vì người ta lừa dối con. Hoặc giả là con phản ứng bởi vì người ta không tri ân con. Hoặc giả là con phản ứng bởi vì người ta quên ơn con, vân vân và vân vân. Ông thượng sư ông nói, người ta lừa dối cô hả? Lừa dối thì lừa dối cho chết chắc thằng Tây nào đâu. Điều đó có nghĩa là người ta lừa dối mình là chuyện của người ta thôi, mình đừng lừa dối người ta khác. Thưa sư, khi mà người ta lừa dối mình mà mình biết thì mình khổ quá. Ông nói, ui trời khổ hả? Tội nghiệp chưa? Tim cô chắc là vỡ ra từng mảnh như miếng sắt vụn phải không? Người ta lừa biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mình có khôn để thấy ra đâu. Thượng sư nhắc cô này vậy đó. Cô nói là người ta lừa dối cô hả? Thế gian là vậy mà. Người ta luôn luôn là lừa dối nhau. Bởi vì cái tâm của người ta là tâm phiền não mà. Người ta đâu có thánh thiện đâu. Vì vậy lừa lọc là cái chuyện bình thường tự nhiên. Mà người ta lừa mình thì mình phải học chứ. Mình để cho người ta lừa hoài rồi mình ngồi đó mình than mình thở. Thì ông nói rằng là tội nghiệp không? Như vậy thì nó lừa biết bao nhiêu lần rồi mà bạn có khôn ra để bạn thấy đâu. Bạn vẫn tiếp tục để cho nó lừa mình. Thưa thầy, trước đây con tưởng mình hay, bây giờ mới biết là mình dở quá, mình yếu quá, mình xấu quá. Ông nói cái này đúng quá, tốt quá. Khi thấy mình xấu thì mình dở, là mình yếu, là cái này đúng. Đây là chánh kiến, vậy đau khổ là thước đo rất chuẩn để xem tâm mình bây giờ đã tu tiến được chừng nào. Hành giả phiền não giúp mình biết rõ mình rõ hơn mình. Tôi nghe một vị thiền sư nói, phiền não là một vị thầy rất đáng quý, dạy cho chúng ta những bài học vô cùng giá trị. Đây là một ông thầy vô cùng khó tánh, đánh học trò bầm xương cho dù một lỗi vô cùng là nhỏ nhặt. Phiền não là vậy đó, bạn chỉ cần làm một lỗi chút xíu thôi, biết là bao chuyện là damage nó xảy ra, thấy không? Thì bạn mới hiểu rằng là chỉ lơ mơ là nó bún mình chết liền. Phiền não mà, nó chuẩn bị mà. Chỉ cần mình lỡ lời mình nói một cái câu gì đó mà đụng tới cái đối tượng là cái người thân của mình, là cái người mà mình đáng quý rồi, vậy là xung quanh họ phản ứng, họ la, họ hét mình là mình thấy chết rồi. Phiền não mà đau khổ quá. Phiền não là một vị thầy rất đáng quý, dạy cho chúng ta những bài học vô cùng giá trị. Nhưng đây là một ông thầy vô cùng khó tánh. Ông thầy sẽ đánh học trò cho bầm xương. Tức là phiền não nó làm cho mình đau khổ đó.
cho dù một lỗi lầm nhỏ nhặt bao nhiêu chăng nữa, có phải là phiền não nó nhảy ra liền. Thưa sư, con hiểu rằng thấy tâm mình xấu, đầy ô nhiễm, tham sân si là chuyện thường. Ngược lại, con tự nhắc con, mỗi lần mà con thấy con tốt, con hay, con đẹp là con phải coi chừng đó. Ông thầy, ông sư nói xa thú, đúng quá. Thấy tâm mình xấu, thấy tâm mình ô nhiễm, thấy mình tâm đầy dẫy tham sân si là chuyện thường. Ngược lại mà thấy tâm mình tốt, thấy mình hay, thấy mình đẹp là coi chừng đấy, đi trật đường rồi đó. Ông thầy nói đúng quá. Đừng cảm thấy thất vọng khi thấy tâm quá phiền não, ngược lại hãy có thái độ tích cực khi chúng sanh lên. Thấy phiền não là chánh kiến, là trí tuệ. Đây là điều mà thầy tôi, Ngài Hòa Thượng Sự U Minh đã dạy tôi ngay từ lúc tôi mới chập chững bước vô con đường đạo. Tâm thế nào biết rõ như vậy, không che đậy, không giấu giếm, không bưng bít, đó là thái độ của người có trí tuệ. Tâm nó như thế nào, mình biết nó như vậy. Mình không cố gắng, mình nói không, tôi tốt, không. Chỉ có cái người mà tâm yếu, cái người mà tâm phiền não mới che giấy, mới che giấu, mới che đậy những cái lỗi lầm của mình. Còn mình là cái người mà có tu tập, mà khôn ngoan, mà trí tuệ đó, thì mình thấy mình lỗi, mình phải chấp nhận. Và thường thường mình ít khi mình chấp nhận lắm. Mình cũng kiếm cách mà mình phân bua, mình giải bài, mình bị tại, bị lụp cung trùng trùng á. Thư cũng được, thầy cũng được, cũng sao hết trơn á. À, rồi sao? Mà nó phản ngã nó kia, bây giờ cứ nói là tục tế những người đời cũng lời giống nhau, thường xuyên cái chuyện thường tình. Bây giờ con muốn thu cứ có nào nó không gặp ai hết thì còn tu. Làm sao, bây giờ đó mà cô đi chỗ nào hết trơn thì cô không gặp ai hết là cô không thể sống được, là cái chuyện vô lý này. Tại vì mình phải nhờ rất là nhiều người, thấy không? Mình vô trong đó rồi mình ăn cái gì đây? Mình chẳng lẽ mình cặp mình bắt cắt cỏ mình ăn? Thấy không? Mình phải cần người ta cho mình ăn này, mình phải cần mà tắm giặt rửa áo quần, mình cần có nước có nôi rồi vậy đó. Đó, nhưng mà như thế này này, khi mà bạn vô trong một mình đó, bạn sẽ nhớ bạn phải đối đầu một cái gì, bạn biết không? Cái tâm của bạn. Cái đó còn kinh hoàng hơn nữa. Vì khi mà nó yên rồi đó, những cái xấu xa, những cái chuyện mà buồn phiền nó trảo trở lại. Cho độc cư thiền định nó nghe khó vô cùng á, bây giờ sư rất là ý thức cái chuyện đó. Còn tới một cái chỗ rất là isolate, bạn nghĩ rằng ồ tới đây là khỏe rồi, không có đụng chạm tới ai hết, mà bạn bắt cái ngày phút giây bạn tới đó, bạn sẽ đối đầu với bạn đó. Nó buồn chán này, nó thấy giờ giấc nó dài quá. Đây là cái mà sư kinh nghiệm này. Rồi á, mình tu, mình tưởng là mình tu hay, tu giỏi lắm, mà đến khi mà vô nó để cho mình cả ngày nó tu đi, là mình sợ này. Mình nói tu có thì giờ tu sơ ơi, con bận rồi, rồi ok cô đó tu đi, là mình lót óc mình đi ra đó. Sư nhớ những cái lúc mà đầu tiên mà sư bỏ Thích Ca Thiền Viện, sư đi về qua bên đất của sư, sư ở cái đất đó đó nghe, sư hoan hỷ lắm. À, rồi sau khi mà lễ khánh thành là rườm rà đèn trống rồi tắt rồi đó, sư ngồi đó là bắt đầu cái chuyện đầu tiên là ngồi đây chắc ma tới nó bóp cổ mình ra. À, đây là cái mình không bao giờ nghĩ khi mình ở thành phố. Bây giờ xung quanh mình thấy 250 cái cây dòm ra, thấy ớn quá, cửa đóng then gài rồi mà vẫn sợ ma như thường. Thì phải tu một thời gian lâu cho có trí tuệ mình không sợ ma. Sau đó là sư nó rất xảy ra rất là nhiều chuyện. Sư thấy là con tâm sư nó tưởng tượng không. Sư đi sư ở đó, sư đi qua miếng điện, sư tu, sư ở đó, sư qua miếng điện, mấy cái gì sư báo cáo cho ông thầy thiền sư, ông với sư, ông bàn với sư. Ông nói là bây giờ mình ngồi yên mà cái âm mình tưởng ma nó tới, rồi mày tới đi. Tao sẽ ngồi đây, chừng nào tao thấy mày tao mới đứng dậy. Không có ma nào hết trơn. Rồi tất cả những cái gì mà mình nghi ngờ đó, ví dụ chẳng hạn mình đi ngang mình thấy có một cái bóng nào của người ta rồi vậy đó ha, mình nghĩ là có một người nào sẽ qua, đứng yên lại mình dòm qua thử phải có ma không. Ông nói dòm cho kỹ để về mà report cho tôi biết là ma như thế nào. Không có ma nào hết trơn, đúng là không có ma nào hết trơn. Cái chữ đó, con ma nó nằm ở trung tâm của mình này. Vì vậy khi mà bạn ở một mình đó, bạn tưởng đâu là bạn sẽ có cơ hội tu tập mà tâm bạn không mạnh, bạn không được đâu. Sư không có khuyên những cái người mới tu mà đi vô trong rừng trong đồi ở mình. Tại vì sao? Tại vì người đó sẽ nói rằng con lúc bây giờ từ đây về sau con không gặp ai con và mình, nhưng vài ba ngày sau lót tót đi về lại, mất tiền xe tiền tàu, mất công nữa, vô ích lắm, không có đâu.
Mà sư nói từ cái kinh nghiệm bản thân của sư biết mà. Lúc mà sư ở bên đó là được chừng 3 tháng là nghe đi Miến Điện là sư mừng lắm. Thôi đi cái đã rồi tính sau. Đến khi mà đi Miến Điện rồi về tới lại là bắt đầu nó sợ nữa ngay. Lúc đây bây giờ bắt đầu mà thấm thía này. Lúc là mình mới tới là kêu mình là anh hùng biết mà không sợ súng mà. Mình cứ nghĩ là ông sư mà vô trong rừng mà độc cư thiền định là chắc là ghê lắm rồi cái nọ. Mà không, không phải. Vì tâm mình còn yếu mà. Do đó mà vì đây mà mình nhớ một điều là cái tâm của mình là nó như vậy. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Nó lừa đảo mình ghê lắm. Nó tai quá ghê lắm. Nhưng mà mình kể nó để yên. Ông nói thân tâm nó phải như vậy thôi. Bây giờ mình thấy nó tai quá, nó thấy nó khốn nạn, thấy cái này, cái gì nó xấu xa, kệ nó. Mình chỉ biết là được rồi. Từ từ nó sẽ thay đổi. Bốn giờ rưỡi rồi. Có gì nữa không quý vị? Ừ. Mau quá hả? Ủa? Ở sao bài được? Ở trong mùa Phật. Chắc là trưa hôm nay ăn kể. Rồi hẹn quý vị tối nay. Quý vị có muốn gì, muốn hỏi gì nữa không? À dạ, mời cô Nhan đi. Cô dòm đồng hồ, cô giờ cô dòm đồng hồ mới hỏi á. À, một câu là hỏi được. À. Tôi muốn hỏi là đó là lần kinh nghiệm sư đi Florida ở trong rừng. Bây giờ sư sắp bước vô một cái con rừng khác nữa. Rừng khác là sao? Về Việt Nam. Cô cho về Việt Nam mà sao quá khỏe. Vì Việt Nam sẽ đâu có ở mình. Phải, nhưng mà nó có mình, nhưng mà sư có nghiệm trường nó có những cái gì khác không? Thì chắc chắn rồi. Nhưng mà cái con đường đó sư muốn mà. Mình muốn thì mình phải đi tới, mình coi thì thật sự là mình muốn không này. Sư nói là bây giờ đi về Việt Nam sẽ ở cái điều kiện rất là tốt, rất là bổ ích cho sức khỏe của sư, được cái nọ, đời sống nó tương đối nó thanh tịnh rồi vậy. Nhưng mình thật à, thì mấy vậy? Không thì sư nói chuyện vậy thôi. Dạ, nhưng mà lỡ sư về cái nó không thanh tịnh. Không thanh tịnh thì thôi. Sư có bay lại. Đừng có tưởng tượng hả? À, đừng tưởng tượng. Sư nói như thế này này, là ví dụ chẳng hạn bây giờ sư không có dám là mà venture nữa. Bất cứ mà sư plan cái gì, sư tới đó sư thử qua thử. Lúc đó khi mình tới đó mình sống, mình trải nghiệm rồi mình mới biết mình thích hay không thích này. Ví dụ như cái sư bạn của sư, ông đối xử với sư rất là tử tế. Nhưng mà lâu lâu mình gặp nhau thì thấy thế thôi. Nhưng mà mình ở lâu á, nó cỏ sát lại, mình thấy như thế nào. Bên Việt Nam á, thì nhà nước rồi chính quyền rồi để đó mình mới về ra mình làm từ thiện rồi nó rất là thích tới nó qua con mình, nhưng mà mình ở lâu thì là chuyện khác à. Do đó mình nên ở lâu để mình coi thử thật sự không, chứ còn mình quyết định mình về mình ở đó rồi đến khi mà nó đổ nợ ra thì mình quay trở lui, cái đó là e ngặt lắm à. cái đó là cái bằng là thiếu maturity đó, theo ý của sư á. Mình muốn làm cái gì mình phải tới đó, mình thử coi thử, mình muốn thật không này. Cũng giống là cái chuyện là đi vô trong rừng á, sư không có kinh nghiệm gì trong rừng hết trơn, tự nhiên không xách đầu chạy vô trong rừng ở. Một cái chuyện mà đơn giản là mình nói Phật tử không có ma mà tới đó mà sợ ma muốn chết luôn, thấy không? Điều đó có nghĩa là mình không biết mình muốn cái gì. Vì vậy sư nói có cực, có khổ gì á, mà sư đã muốn về Việt Nam, sư về sư ở thử coi thử sao. Mà không phải một lần đâu, sư từ khi mà sư plan cho tới lúc mà sư quyết định về thì tới đi lui, tới đi lui hoài để mình coi thử như thế nào. Vì vậy cái chuyện mà về ở Việt Nam còn lâu lắm, quý vị yên tâm đi, sư còn phải mắc nợ quý vị còn nhiều lắm, thành ra chưa về được đâu. Thưa sư, con thấy một cái là nếu mà mình ăn cái nhãn hiệu mình mà người ở nước ngoài về đó, thì mấy người nhà nước họ làm phiền mình lắm. Nếu thì bây giờ thì mình tới đó mình coi thử. Thì cô nói khó mà sư thấy không khó, thì bây giờ sư phải tự sư tới coi thử sao, thấy không? Cái mỗi người nó mỗi cái kinh nghiệm mà. Ví dụ như bây giờ ra sư muốn về đó ở chỗ đó là bởi vì sư thấy cái chỗ đó nó rất là thiên nhiên. Đó, đời sống nó rất là thanh đạm, nó không có cái gì mà kêu bằng là cầu kỳ hết trơn, ăn uống người ta trồng trọt tại chỗ rất là không có thuốc, có men, không có bị hóa chất có đồ gì hết. Đó, nhưng mà đôi khi nó có cái khác. Ở Phan Rang, mà ở tuốt ở trong vùng nhà quê là
Thành ra mà khi rồi á, mình nghĩ rằng là mình tới đó mình sẽ được yên tĩnh, mình tu tập, đôi khi đâu có biết người ta mình nghe mình tới phân đăng, ta lót bóc, người ta tới tiếp mình cũng khổ nữa, thì đó là cái chuyện là tương lai mình đâu có biết cái gì, phải không? Có những cái mà sư thấy quý vị hỏi, hỏi nói sư là coi chừng sư phải không bao giờ xảy ra. Những cái mà quý vị không có quan niệm của sư á, mà nó sẽ xảy ra là sư chưa biết chuyện gì, mà quý vị cũng biết chuyện gì hết. Vì vậy phải tới đó mà biết à. Như là nhiều khi người ta nói cô sư ở trong hẻo lắm người quen, người ta nói gần mặt trời vẫn hơn sư. Hả? Tôi nói gần mặt trời vẫn hơn sao mấy người với ông chính quyền họ làm quyền á. Thì đó là kinh nghiệm của cô, còn sư có bị gì đâu. Thế chứ mà bị gì hết trơn á, thành ra làm sao mà mình lấy cái kinh nghiệm của người này để mình áp, mình nghĩ cái chuyện của mình được. Có vậy không? Có rất nhiều họ người về Việt Nam họ gặp rất là khó khăn với chính quyền, mà thật sự là sư đi về có mấy năm. Bởi vì sao? Cái bổn phận của sư là chỉ dạy đạo thôi à. Sư có làm gì đâu. Sư không có tuyên truyền, sư không có sách động, sư không có làm gì hết trơn. Đó, thì Phật tử tới thì sư cũng nói chuyện với nhiều đó thôi. Nó cũng nghe chứ. Người Phật tử họ chụp hình cho họ chỉ là cái ông này, bà này, cái này là mấy người này công an này. Mà cục sư có biêu nó không có điều sư xuống, nó câu điều ca rồi rẽ gì hết trơn. Nó đi yên cho sư à. Điều đó có nghĩa là cái chuyện mình làm chắc có lẽ là ok, không đến nỗi gì. Có chỉ có một lần là sư bị nó kêu ra mời ngoài đồn công an á, là tại vì sao? Là tại vì cái sư trụ trì không có khai. Nghĩ rằng cái người công an đó với ông là bạn bè. Thì ông nói ôi cái thằng đó bạn tôi mà sư đi ra khai báo mình chi, mà không, nó không chịu. Đó là lỗi là tại vì cái sư trụ trì, còn mình đâu có biết cái gì. Đó chỉ có một lần đó thôi à. Còn đa phần những vị lúc mà sư về bên đó không có gì khó khăn. Nhưng mà sư nói cô Nhan nhớ một điều là sư cũng đâu có biết, phải không? À, thôi tốt nhất để sư về sở coi thử sao. À, đó thấy không? Cái này là cái mà về trên này đó, thấy không? Cái này là cái không nên nó là biết cái sao. Coi tốt. À. Cô nói vậy trong bao giờ cô theo sư được đâu, nói thiệt vậy đó. Tại vì cũng có cái rồng bóp sau nó cái dài lắm, ghê lắm chứ phải chơi đâu. Mình ở đây một thời gian lâu rồi mình bỏ mình đi chỗ khác là cả một